Chào các em, chào mừng các em trở lại với BTS Learning English à, Hôm nay sắp đến ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thầy lại muốn giới thiệu lại cho các em một cái phần mềm ôn thi trung học phổ thông quốc gia Đấy là cái phần mềm ôn thi gồm cả 9 bộ môn Các em có thể làm đề trắc nghiệm Cũng như nó cung cấp các cái tài liệu để các em có thể đọc Ở những cái chuyên đề phù hợp trước khi làm đề thi chúng ta sẽ mở cái phần mềm đây là phần mềm có biểu tượng hình mẫu đèn ở đây đấy nó gồm 9 môn toán lý hóa ngữ văn lịch sử à, địa lý giáo dục công dân ở à, trong mỗi môn nó đều có hai cái phần đó là cái phần đề thi và cái phần à, tài liệu tài liệu thì nó có các chuyên đề này các bạn này như là 21 bài tập tích phân hay 11 tập kính lúc thay bờ giải toán này đề thi thì nó đã được tích hợp cái đề của năm 2020 các đề thi thử cũng như là cái đề minh họa các em nhé À, ví dụ như chúng ta sẽ vào môn cái tiếng Anh nhé đấy cái đề này chúng ta có thể làm cái đề thi tham khảo ví dụ như câu 1 này ta có thể làm watch câu 2 nhé câu thứ ba này cancel câu số 4 vention câu số 5 tơ đấy chúng ta có thể làm như vậy và chúng ta nộp bài này kết quả là 5 trên 50 đã làm các em có thể xem lại cái đáp án xem mình làm có đúng hay sai giải thích rất là hay ở đây Tôi nghĩ đây là cái phần mềm cũng rất là tuyệt vời để các em ôn thi. Vậy để cài cái phần mềm hữu ích này thì chúng ta làm thế nào? Đối với điện thoại dùng hệ điều hành Android các em hãy vào CH Play. À, nếu là điện thoại iPhone các em hãy vào App Store để bấm vào cái CH Play ở đây các em nhé. Chúng ta sẽ bấm vào cái phần mềm ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 bấm vào đấy các bạn thấy rất là nhiều phần mềm có những phần mềm mất phí có những phần mềm online những phần mềm offline à, tuy nhiên qua cái việc là đọc các review ở trên cái mạng ấy online thì thầy nhận thấy là à, cái phần mềm luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 này, này có biểu tượng hình bóng đèn cái phần mềm thứ hai từ trên xuống em nhé à, thầy thấy là cái bên có nhiều cái phản hồi rất là tích cực à, và thầy nghĩ là nó là một cái đề nghị phần mềm phù hợp cho các em ôn thi trong những ngày nắng nóng để các em không phải đến những cái lớp học thêm cũng như các trung tâm luyện thi à, các em hãy cài đặt cái phần mềm này vào bấm cài đặt à, cái này thì hết bao lâu thời gian thì tùy vào thuộc vào dung lượng cũng như là à, cái bộ nhớ hay là tốc độ cấu hình của máy điện thoại của các em À, các em hãy tiến hành cài đặt đây là một cái phần mềm tương đối là hay phục vụ các em ôn thi trong những ngày nắng nóng tuy nhiên thầy cũng xin nhắc với các em là à, để làm trên cái điện thoại rất là nhỏ cái màn hình điện tử thì nó cũng không tốt cho mắt nên các em không dành quá nhiều thời gian để làm bài à, trên điện thoại mà các em hãy dành nhiều thời gian hơn để ôn bài à, trên sách trên uh, giấy từ sau đó thì các em mới tiến hành làm bài thi ở trên này để kiểm tra lại cái kiến thức. À, các em hãy chờ một lúc khi cài đặt xong thì các em hãy mở hoặc thoát ra ngoài màn hình và mở cái ứng dụng lên để các em làm bài thi. Chúc các em à, có một kỳ thi đạt kết quả thật cao. À, cảm ơn các em đã theo dõi YouTube BTS Learning List. À, xin các bạn hãy like, hãy share và đăng ký để ủng hộ mình để mình có động lực ngày càng ra những video chất lượng hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.